Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ hiển thị RIA 16 của hãng Enveshorser dùng để theo dõi, thu thập dữ liệu, thường được lắp tại hiện trường, trên máy móc, dây chuyền sản xuất. Thiết bị này thì chỉ có thể cấu hình với một đầu vào tín hiệu 4-20mA, đi lại giá trị tương tự và hiển thị trên màn hình LCD. Màn hình phát sáng nên có thể dễ dàng đọc thông tin trong bóng tối. Nhiệt độ hoạt động được từ âm 40-80 độ C và từ âm 20-80 độ C khi bộ hiển thị bị mở ra hay chỗ luồn dây điện không được bịt kín. Về kích thước thì chiều dài là 199, rộng 158 và dài 96mm. Có thể gắn lên trên tường bằng 4 con ốc M5 hoặc lắp trên thành đỡ bằng cách gắn lên khung. Đầu tiên ta nhìn vào nhãn mác trên thiết bị để xem thông số có phù hợp với yêu cầu hay không. Để đấu dây điện, ta mở nắp bộ hiển thị, luồn dây và các lỗ PG rồi siết chặt cố định. Bộ hiển thị lấy tín hiệu nguồn mạch vòng 4-20mA, thường dùng là 24V DC. Chân cộng trừ là tín hiệu đầu vào 4-20mA, điện áp dương trên thiết bị thì nhỏ hơn 4V, chân 1A 1B để đấu nối tiếp thêm với thiết bị khác. Trường hợp 1, có thể đấu nối tiếp bộ hiển thị với đầu ra 4-20mA của cảm biến hay đầu ra analog 4-20mA của PLC và dùng nguồn nuôi từ đó luôn. Trường hợp 2 thì có thể dùng nguồn cấp riêng đấu nối tiếp với cảm biến rồi nối tiếp với bộ hiển thị. Có thể nối tiếp với đầu vào AI để gửi tín hiệu về PLC. Phải chắc chắn rằng đầu ra cấp nguồn phải có công suất đủ lớn để cấp cho bộ hiển thị. Chân 2 và chân 3 là đầu ra dạng transistor với Imax là 200mA và Umax là 35V. Chân 3 là cực phát, chân 2 là cực thu. Thiết bị được thiết kế hộp kín, đạt tiêu chuẩn chống bụi chống nước IP67. Màn hình hiển thị gồm có 6 điểm chính. Thứ nhất là hiển thị biểu đồ thanh với mỗi vạch là 10%. 1A là hiển thị giải đo ở mức thấp. 1B là hiển thị giải đo ở mức cao. 2 là hiển thị giá trị đo dạng số với chiều cao chữ số là 26mm. 3 là hiển thị dạng LED 14 đoạn với chỉ thị đơn vị và thông báo. 4 là biểu tượng khóa cài đặt. 5 là hiển thị đơn vị. 6 là chỉ báo lỗi. Để cài đặt cấu hình cho thiết bị, ta phải mang thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó mở hộp thiết bị ra, ta sẽ thấy nút cài đặt, cộng trừ và Enter. Trong quá trình cài đặt, bộ điều khiển phải kết nối với màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị thì gồm các thực đơn menu và các thông số chức năng bao gồm: thứ nhất là cài đặt giải tín hiệu vào tương ứng với 4-20mA, nếu giá trị dương thì tối đa là 5 chữ số. Giá trị lớn nhất là 99.999, nếu giá trị âm thì tối đa là 4 chữ số, nhỏ nhất là âm 9.999 và có thể cài đặt tối đa 3 chữ số sau dấu phẩy. Thứ hai là cài đặt hiển thị đơn vị, gồm có độ C, độ F, phần trăm hoặc text mà bạn tự tạo. Thứ ba là cài đặt công tắc đầu ra, giới hạn min, max, báo động hoặc điều khiển thiết bị nào đấy. Độ trễ tác động là từ 0 đến 99 giây. Thứ tư là cài đặt tham số, mã chương trình người dùng có thể mã hóa bằng 4 số để khóa bảo vệ cấu hình cài đặt. Thứ năm là thông tin dịch vụ đặt lại thông số. Ngoài ra, ta có thể cấu hình thông qua kết nối với máy tính với phần mềm FieldCare Device Setup dùng các app USB Commubox FXA 291. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.